Hãy xin chào tất cả các bạn. Trong 11 bài học lần trước thì chúng ta đã học về tra hỏi, về danh từ chỉ người, danh từ chỉ đồ vật và danh từ chỉ địa điểm rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng tất cả những cái kiến thức của mình đã học để áp dụng vào trong bài học ngày hôm nay. Và chúng ta cùng nhau bước vào bài học ngày hôm nay nhé. Bài học ngày hôm nay thì có 4 mẫu câu chính, nhưng mà trước khi vào 4 mẫu câu chính thì mình xin giới thiệu hai động từ quan trọng trong bài học ngày hôm nay, đó là động từ imas và động từ arimas. Ở đây nó có nghĩa là có, hay là ở, hay là nằm ở đâu đó. Cụ thể thì chúng ta cùng nhau bước vào các mẫu câu sau đây. Mẫu câu thứ nhất, N. Ga imas. Ga imas. Imas đây là có. N là danh từ. Danh từ chỉ người. Chỉ người hay là động vật. Ví dụ ta có. Ở đây là có. Aka chẳng. Aka chẳng là em bé nhé, em bé sơ sinh. Aka chẳng, hay là kodomo là trẻ con này, hay là gakse này, học sinh này đúng không? Hay là otona, người lớn này, ok? Hay là oji chẳng này, oba chẳng, ga imas. Là động vật thì có các con vật như sau này. Neko là con mèo, inu là con chó, tori là con chim, hay là tora là con hổ, ok? Con voi là zo, hay là con chim, chim sẻ là suzume, suzume, hay là con lợn là buta, buta, ok? Buta ga imasu, inu ga imasu, neko ga imasu, hay là người, aka chan ga imasu, ok? Chúng ta bước vào mẫu câu thứ hai. N ga arimasu. Ở đây cũng tương tự với nghĩa là có, nhưng mà N ở đây có nghĩa là địa điểm. Có một cái địa điểm nào đó, ví dụ như là công viên, koen, byouin, hay là ie, ngôi nhà nhé. Mà tóm lại, N ở đây nó có nghĩa là ngoài người và động vật ra thì nó ám chỉ tất cả những cái đồ vật xung quanh ta. Ok? Chúng ta bước vào mẫu câu thứ 3, đó là mẫu câu N. Đúng không ạ? Doko ni arimasu ka? Hay là N doko ni imasu ka? Imasu ka ne? Cụ thể, chúng ta bước vào ví dụ thứ nhất, đó là koen, chữ này là koen. Koen wa doko ni arimasu ka? Koen wa doko ni arimasu ka? Tức là công viên thì ở đâu? Các bạn nhớ nhé. Danh từ, xong đến hóa. Doko là ở đâu? Ni là ám trợ từ đứng sau danh từ chỉ địa điểm nhé. Có công viên ở đâu vậy, hay là arimas trong trường hợp này có nghĩa là nằm ở đâu vậy. Ok, ví dụ thứ hai, koen wa asuko ni arimasu, công viên thì ở đằng kia. Ví dụ thứ ba, sensei wa doko ni imasu ka, ví dụ là khi ta gọi điện cho thầy giáo chẳng hạn. Sensei wa doko ni imasu ka? Hay là ta hỏi ai đó chẳng hạn đó. Dũng sensei wa doko ni imasu ka? Ok. Hay là ví dụ thứ tư. Đó là sensei wa gakko ni imasu. Sensei wa gakko ni imasu. Ok. Nó bước vào mẫu câu thứ tư. Đó là mẫu câu doko ni. Đó, trợ từ ở đây là ni nhé. Xong đến danh từ. Ga arimasu hay là imasu. Khi mà là imasu đúng không, thì sẽ là danh từ ở đây sẽ phải là người hoặc là động vật. Arimasu thì sẽ là danh từ chỉ đồ vật hay địa điểm hay vân vân. Ta bước vào ví dụ là asuko ni koen ga arimasu, tức là có một cái công viên ở đằng kia. Ok, asuko ni koen ga arimasu. Hay là một câu thứ hai. Kyoshitsu. Kyoshitsu ni hito ga imasu. Kyoshitsu ni hito ga imasu. Hay là một câu thứ ba. Asuko ni byouin ga arimasu. Asuko ni byouin ga arimasu. Một câu thứ tư. Asuko ni neko ga imasu. Asuko ni neko ga imasu. Asuko ni neko ga imasu. Tiếp theo thì chúng ta học về cái danh từ chỉ địa điểm hay là đồ vật
ghép với danh từ chỉ vị trí đúng không? Cả hai danh từ đúng không? Ta dùng trợ từ no nối vào với nhau. Ví dụ danh từ chỉ vị trí tức là như thế nào? Các bạn có thể nhìn thấy ví dụ ở đây. Nó chỉ ở về phía trên này, dưới, trước, sau, trái, phải, trái này gọi là danh từ chỉ vị trí này. Ok? À, mình đọc nhé. Ue, shita, mae, usiro, migi, hidari, naka, soto, tonari, chikaku, aida. Ok? Ví dụ ta cho những cái danh từ chỉ địa điểm hay là danh từ chỉ đồ vật như thế này, chúng ta sẽ nói là tsukue no ue, tức là ở bên trên cái bàn. Isu no shita, tức là ở phía dưới cái ghế. Hay là gakko no mae, tức là ở phía trước trường học. Đúng không? Eki no ushiro, tức là ở phía sau trường học. Byouin no migi, tức là ở phía bên tay phải. Bệnh viện. Ok, các bạn đã hiểu rồi chứ? Ví dụ ta muốn đặt câu là quyển sách ở trên bàn thì chúng ta sẽ nói là tsukue no ue ni hon ga arimasu, đúng không? Tsukue no ue ni hon ga arimasu. Hay là con mèo thì ở dưới gầm ghế đúng không? Isu no shita ni neko ga imasu. Isu no shita ni neko ga imasu. Gakko no chikaku ni honya san ga arimasu. Tức là có một hiệu sách ở gần trường đúng không? Gakko no chikaku ni honya san ga arimasu. Ví dụ trong công viên đúng không thì có rất là nhiều đồ như thế này, ví dụ Branko tức là xích đu, Branko hay là Sberi Dai tức là cầu trượt, Koen ni Branko to Sberi Dai ga arimasu. Tố ở đây là và nhé, tố chọn từ tố ở đây là và, Branko to Sberi Dai ga arimasu. Hay là còn có cả trẻ con này, hay là chó này, mèo này đúng không? Neko to inu to hay là koromo tachi wa koen ni imasu. Cuối cùng có một biểu hiện như thế này, ví dụ muốn nói là chẳng có ai cả hay là chẳng có cái gì cả thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Mình xin đưa ra một ví dụ cụ thể như sau đây. Chẳng có ai ở trong phòng học cả, đúng không? Kyoshitsu no naka ni Dari mo imasen. Các bạn có thể thấy này, chẳng có ai cả đúng không? Kyoshitsu no naka ni dare mo imasen. Hay là chẳng có cái gì ở trong tủ lạnh cả đúng không? Thì sẽ nói rằng là Dezoko no naka ni nani mo arimasen. Nani mo arimasen. À, còn một phần cuối cùng nữa, đó là arimas và imas là những động từ chia dạng mas là dạng lịch sự nhé. Tuy nhiên chia nó về thể gốc, trong văn nói thì họ hay sử dụng thể gốc nhiều hơn á, thì chúng ta sẽ có động từ thể gốc của arimasu là aru, động từ dạng gốc của imasu là iru, iru nhé. Khi đó thì chúng ta sẽ nói rằng là koromo ga iru, neko ga iru, hay là koen ga aru, gakko ga aru. Gà chàng Piu 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 Hoặc là tọa này. Ví dụ con chó này thì chúng ta sẽ phải nói rằng là iru hay là aru, imasu, arimasu. Chúng ta sẽ lựa chọn câu trả lời như thế nào. Iru thì chỉ dùng cho động vật và con người thôi đúng không? Tuy nhiên đối với những con vật như thế này hay là những cái xe taxi á, nếu mà người nói cho rằng nó có sự sống, tức là con chó này nó có linh hồn ở trong đấy, hay là bên trong xe taxi có người lái xe, thì tức là cái xe taxi đó nó có linh hồn, nó có sự sống ở trong đấy, thì khi đó thì chúng ta có thể sử dụng động từ imasu, imasu, tức là asuko ni wa taxi ga imasu, hay là wan chan ga imasu, hay là nếu mà mình đặt tên cho nó đúng không? Đặt tên cho nó là Take chan chẳng hạn đúng không? Take chan. Thì Take chan ga imasu. Take chan ga imasu. Omoshirokatta desu ka? Mata ne, bye bye. Bye bye. Ah, so ka. Nya, douroku wasurenai de ne.
登録。